kia chưa đã dọn. Mở cửa ra. Chị em vào đông đông đi ạ. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu mã y này nhá. Mã y hôm nay của em về rất nhiều màu các chị ạ. Hôm nay về rất nhiều màu luôn ạ. Và mẫu này bán cực hot bên em nhá. Nên các chị vào đi rồi em sẽ giới thiệu ạ. Giới thiệu mẫu này nhá, rất là xinh luôn ạ. Quần này là quần quần chun nha chị ơi. Quần này là quần chun nha, cạp cao. Mẫu này các chị em mặc đi làm ok ạ. Giá của sản phẩm là 100.000 một bộ. Lưu ý là bán ít nhất 2 bộ và ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng nha. Chất liệu cát hàn co giãn 4 chiều. Mặc size XL giùm em nha chị ơi. Chất liệu cát hàn co giãn 4 chiều ạ. Họa tiết ở trên áo của em là theo 3D nha. Ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng ạ. Và điều kiện để được mua những sản phẩm này với giá 100.000 là các chị em nhớ phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai giúp em nha. Sản phẩm này của em có đủ màu, hôm nay về đủ màu rất là đẹp luôn. Đây là mã Y1 này, đây là mã Y1 nha, đây là mã Y2 này. Màu tím này là Y5 nha, màu đen là Y7 này, màu hồng sen mẫu đang mặc là Y6 và đây là Y10 nha. Đây là Y10, giá của sản phẩm là 100.000 ạ, bán ít nhất là 2 bộ và ship đồng giá là 30.000. Mẫu quần này có thiết kế là mẫu quần dài, các chị em mặc đi làm ok nha, mặc đi làm công sở ok. Cặp của em là cặp chun ạ, chất liệu vải cắt hàn co giãn 4 chiều, họa tiết ở trên áo đây là được thêu. Em sẽ cận cảnh chất cho các chị em xem nha, cận cảnh chất và cận cảnh hình thêu cho các chị em xong này. Chị Thơm Thị Sa, chị đã nhận được cuộc gọi chốt đơn hàng của bên em chưa ạ? Nhớ nha, các chị nhớ đặt hàng thì lưu ý mã dùm em ạ. Lưu ý mã dùm em nha. Rất nhiều, sẽ rất nhiều chị em đặt hàng cho sản phẩm này. Nên các chị em vui lòng comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment dùm em này. Em chỉ đọc những đơn hàng, em chỉ đọc những đơn hàng mà mã và số điện thoại trên cùng một comment nha. Bán ít nhất là 2 bộ, lưu ý là bán ít nhất là 2 bộ và ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng. Chân này chất cát hàn rất là mát nha. Đây là mã Y1 này, Y1 có màu xanh coban nha. Y2 là màu đỏ đô này, Y5 là màu tím cà này, Y6 là màu hồng sen mẫu đang mặc nha, Y7 là màu đen này, và Y10 của em là màu hồng đỗ nha. Bán ít nhất là 2 bộ và ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng ạ. Ok, bây giờ bắt đầu chốt hàng nha. Chốt cho chị Sen Khoa Lan Nguyễn này, ok chị này. Chốt cho chị Mỹ Tiên này, ship đồng giá là 30.000. Nhi Suka Nhi bây giờ mới nhìn thấy bạn nha. Các chị em lưu ý điều kiện để được mua những sản phẩm này bên em với giá 100.000 là các chị nhớ phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của các chị em mới được công nhận là đặt hàng thành công nha. Chị Đinh Huệ 55 cân chị mặc size N dùm em nha. 73 cân thì mặc size 3XL nha. Nàng thị tộc này Y1 và Y5 70 cân ok. Các bạn lưu ý này, đặt hàng vui lòng comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment dùm mình nha. Chị Hoàng Bình ok chị nha, bán ít nhất 2 bộ và ship đồng giá là 30.000. Em nhắc này, điều kiện để được mua những sản phẩm này bên em với giá 100.000 là các chị nhớ phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai giúp em thì đơn hàng của các chị mới được công nhận là đặt hàng thành công nha. Chị Mai Hồng Y2 và Y6 ok chị này. Chị Phùng Thị Hạnh Y1 và Y6 size 58 cân mặc size XL dùm em nha, ok chị nha. Chị Thun Hải Y1 và Y5 ok chị này. Chị Khánh Hòa Y6 và Y1 này 45 cân mặc size M dùm em nha. Chị Mỹ Tiên 52 cân chị mặc size N dùm em nha. Mẫu em cao 1m64 nặng 53 cân đang mặc size N cho mẫu này. Hàng của em đủ size từ S đến 3XL cho người 75 cân quay đầu. Bây giờ em sẽ đọc lại mã để các chị em vào sau tiện theo dõi nha. Màu xanh coban đây có mã là Y1 này. Màu đỏ đô này Y2 này. Màu tím cà, đây là màu tím cà rất là đẹp, lát nữa sẽ mặc thử cho các chị em xem này. Đây là Y5 này. Màu hồng sen, mẫu em đang mặc là Y6 nha. Màu đen này là mẫu Y7 này. Các chị em nào có cân nặng nhiều một chút thì lấy màu đen này mặc sẽ gọn hơn này. Và đây là Y10 nha. Chất liệu cát hàn co giãn 4 chiều. Ok, bây giờ em sẽ chốt nha. Chị Niếu Nguyễn, ok chị Niếu Nguyễn nha.
Chị Hoàng Ân, ok, các chị em nhớ này, để đơn hàng của các chị em được công nhận là đặt hàng thành công, nhớ là sau khi đặt hàng rồi thì quay ra chia sẻ livestream giúp em 3 lần ở chế độ công khai nha. Các chị em nhớ là phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của các chị em mới được coi như là đặt hàng thành công nha. Chị Khuất Ninh, Y1 và Y247 cân mặc size M. Em chỉ ưu tiên đọc, số lượng không có nhiều nên em chỉ đọc những đơn hàng mà các chị em comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment nha. Chị Thun Hải ơi, có đơn hàng rồi đừng comment này nữa nha. Hoàng Anh Gia Lai, Y6 và Y7, ok ạ. Chất này là chất cắt hàn co giãn 4 chiều. Chất cắt hàn co giãn 4 chiều hoạt tiết ở trên áo của em nên là theo 3D công nghệ Hàn Quốc nha. Chị Hoàng Ân để lại số điện thoại, chị Ninh Cute Y1 và Y2 ok này. Chị Hà Linh Y6 và Y10 nha. Nhớ là phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công nha. Chị Nga Nguyễn ok nha. Chị Nga Nguyễn Y2 và Y6 ạ. Bây giờ em mẫu sẽ thử màu đen cho các chị em xem. Màu đen cũng rất là đẹp nha. Y5 và Y10 52 cân mặc size N dùm em ạ. Chất liệu co giãn 4 chiều, các chị em mặc rất là thoải mái. Chất cắt hàn co giãn 4 chiều, họa tiết ở trên áo đây của em đây là thêu rất là đẹp nha. Hoàng Anh Gia Lai có đơn rồi nha. Hoàng Anh Gia Lai có đơn rồi các chị ơi. Làm ơn nếu những chị nào em đã đọc tên rồi thì là có đơn rồi nha. Mẫu này không phải là mẫu quần lửng, mẫu này là mẫu quần dài nha. Các chị em có thể mặc đi làm ok. Giá của sản phẩm là 100.000 và lưu ý là em bán ít nhất 2 bộ nha. Y đen và y tím ok chị Đinh Huệ này. Chị Trịnh Thị Nguyên này, Y6 và Y1 55 cân mặc size N dùm em nha. Chị Thu Thủy Nguyễn Y2 và Y1 ok chị nha. Chị Hà Khánh này Y1 Y1 là 48 cân mặc size M, Y6 53 cân mặc size N dùm em nha. Các chị comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment giúp em. Và lưu ý là các chị em đặt hàng sau đó quay ra chia sẻ dùm em 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công nha. Chị Hoàng Huyền ok chị nha. Chị Minh Quách ok chị Minh Quách nha. Chị Tuyên Nguyên ơi, bên em quy định của bên em là khi khách hàng đặt hàng ngày hôm sau bên em sẽ gọi điện thoại lại chốt đơn. Trong trường hợp các chị không nghe điện thoại thì đơn hàng của các chị mới bị hủy trên hệ thống của shop nha. Chị Hà Đinh 64 cân chị mặc size 2XL dùm em này. Bích Ngọc 53 cân chị mặc size N dùm em nha. Chị Hiền Nguyễn Thu 50 cân chị mặc size M dùm em này. Chị Khuất Linh này, cô ban và đỏ này, Y1 và Y2 nha. Các chị comment mã dùm em ạ. Chị Thị Phương này, tím cà Y5 và hồng. Và màu hồng Y10 47 cân chị mặc size M dùm em nha. Nhớ là phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của các chị em mới được công nhận là đặt hàng thành công. Chị Dung Phạm mặc size S dùm em nha. Chị Thủy Tiên ok chị Nga Phương 54 cân chị mặc size N dùm em này. Chốt cho chị Trang Bùi nha. Chắc chắn là có gọi cho bạn Hoàng Anh Gia Lai nha. Chắc chắn là có gọi nha. Chị 80 cân thì không mặc vừa sản phẩm của bên em rồi chị ơi. Nhân viên bên em vừa báo này là có gọi cho chị và chị báo là 80 cân thì không thể mặc vừa sản phẩm của bên em đâu ạ. Chất liệu là chất liệu cát hàn co giãn 4 chiều nha. Chị Hương Trương ok em chốt cho chị Hương Trương này. Chị Đinh Lê ok chị nha. Mèo ơi bán đi này thi thoảng. Đây là chất cát hàn chị Phạm Huyền nha. Chất cát hàn co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi nhá. Y đen. Các chị ơi, các chị comment mã giúp em nhá. Bây giờ em sẽ đọc lại mã cho các chị này. Chị Vân Hoàng 45 cân mặc size S nhá. Chốt cho chị Dương Phạm Thùy ạ. 42kg chị mặc vừa size S nhá. Bộ này chỉ 100.000 đồng, áp dụng cho những chị em chia sẻ vào ba hội nhóm công khai giúp em nhá. À chị ơi, bên em ngày nào cũng gọi hết tất cả các đơn đấy. Chắc do chị không để ý điện thoại đâu thì chị để lại số điện thoại, mai bên em sẽ gọi lại chốt đơn cho chị nha. Chốt cho chị Nga Phương nha. 56kg mặc vừa size XL nha chị. Vâng ok chị Kỳ Duyên nha. 70kg chị Thanh Thùy mặc size 3XL giùm em nha. Chị 85kg chị không mặc vừa đâu, chị Lèng Thị Tọc ạ. Chị Tiên Nắng 57kg chị mặc vừa size XL, có bộ 70kg mặc vừa size 3XL nha chị. Chị Linh Nhi Cao để lại số điện thoại giúp em ạ. Chị Trang Diễm 70kg thì vừa size 3XL ạ. 73kg mình 73kg chị mặc vừa size 3X ạ. Chị Hải Đỗ chốt cho chị Hải Đỗ y đen và y xanh cô ban nha. Chị Huyền Hà 72kg mặc vừa size 3XL ạ. Chị ơi ngày nào bên em cũng gọi tất cả các đơn nha. Chốt cho chị Thủy An Nguyễn Y2 và Y6 nha. Chốt cho chị Thủy Tiên Y5 và Y10 nha. Giá là 100.000 áp dụng cho những chị em chia sẻ vào ba hội nhóm công khai nha. Chốt cho chị Oanh Vũ Y đỏ đô và Y đen cỡ M nha. Các chị lưu
lưu ý là đặt hàng thì để lại số điện thoại kèm size giúp em, kèm màu giúp em ạ, kèm mã nha các chị. Em gái mưa chốt cho chị hai bộ màu đen và màu đỏ nha, 46kg mặc vừa size M nha. Chị Nguyễn Nga 52kg thì chị mặc vừa size L giúp em nha. Chị Trang Diễm một bộ đen và một bộ xanh coban nha. Các chị comment theo mã giùm em với ạ, comment theo màu thì sẽ bị nhầm đấy ạ. Em đọc lại, em giới thiệu lại mã cho các chị, các chị để ý giúp em nhá, và các chị comment theo mã giúp em và kèm số điện thoại này. Mã Y1 là màu xanh coban các chị nhá. Mã Y2 là màu đỏ này. Mã Y5 là màu tím này. Mã Y6 là màu hồng cánh sen này. Mã Y7 là màu đen các chị nhá, Mã Y7 là màu đen nhá. Và Y10 là màu hồng vỏ đỗ rất là xinh các chị nhá. Các chị comment theo mã và số điện thoại giúp em nhá. Chốt cho chị Bích Ngọc hai bộ rồi nhá. Chị ơi, bên em một ngày đi hàng nghìn đơn thì không hỗ trợ đồng kiểm thì không xem hàng trước nha chị. Chốt cho chị Hà Nguyễn một đen một xanh size M 63kg, chị mặc vừa size 2XL nha. Chị em gái mưa một đen và một đỏ 60kg, chị mặc vừa size XL nha. Có nha chị, bên em hôm nay like rất là nhiều mẫu, các chị cứ chia sẻ và theo dõi giúp em từ đầu đến cuối like đi ạ. 47kg chị mặc vừa size M giúp em nha chị Luyến Trần. Chốt cho chị Trần Thanh Thanh một Y6 và một Y7 46kg size M nha. Chốt cho chị Phạm Hòa Thái Y1 và Y2 nha. Xanh coban và đen chị Xuyên Vũ để lại số điện thoại giúp em ạ. Ok chị Oanh Vũ nha. Chị Hạnh Đào Thị Y1 và Y7 để lại số điện thoại giúp em. Chị Tình Bùi. Mẫu sẽ đi thử màu tím cho các chị xem nha. Chị Tình Bùi 52kg chị mặc vừa size N giúp em nha. Chị Nga Phương để lại số điện thoại giúp em. Các chị lưu ý đặt hàng bên em thì để lại số điện thoại kèm mã giúp em với ạ. Rất là xinh luôn nha. Bộ này chỉ có 100.000 đồng áp dụng cho những chị em chia sẻ vào ba hội nhóm công khai nha. Chị Kim Tuyến chị để lại số điện thoại giúp em ạ. Chị Kỳ Duyên để lại số điện thoại giúp em nha. Chốt cho chị Xuyên Hà Y1 và Y5 nha. Không vừa bên em vẫn đổi miễn phí nha chị. Chị Xuyên Vũ để lại số điện thoại 49kg chị mặc vừa size M ạ. Em chốt cho chị Nguyễn Mai rồi nha. Chị ơi vải này là chất. Các chị em nhớ nha, điều kiện để được mua sản phẩm này với giá bên em là 100.000. Các chị nhớ phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công nha. Phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công nha. Chị Oanh Vũ 60 cân chị mặc size XL giùm em nha. Chị Đỗ Hương chốt cho chị Đỗ Hương 53 cân mặc size N này. Chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công. Bán ít nhất là 2 bộ, ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng. Các chị em nào mua một bộ thì không nên đơn được nha. Em chốt cho chị Hoa Hoàng này, chốt cho chị Khuất Ninh này, chất liệu co giãn 4 chiều nha. Chốt cho chị Oanh Vũ nha. Các chị lưu ý đặt hàng, muốn đặt hàng thành công ở bên em thì phải chia sẻ giúp em vào ba hội nhóm công khai mới đặt hàng thành công nha các chị. Chị Nhật Huy Y6, Y7 và 57kg chị mặc vừa size XL giùm em nha. Các chị lưu ý đặt hàng bên em thì ra chia sẻ giúp em đi ạ. Chị Thảo Nê Thảo hai bộ chốt cho chị nha. Chốt cho chị Trần Ánh Nguyệt nha. Các chị lưu ý là để ý và giờ hành chính ngày mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn cho các chị nha. Chốt cho chị em gái mưa nha. Chốt cho chị Đinh Huệ nha. Các chị lưu ý là đặt hàng bên em phải chia sẻ giúp em vào ba hội nhóm công khai. Chia sẻ giúp em mới có mua với giá ưu đãi như vậy nha các chị. Các chị lưu ý là đặt hàng thì để lại số điện để lại số điện thoại kèm mã giúp em ạ. Chốt cho chị Hiền Nguyễn Thu nha. Cho nam là mã cho chị cái bộ hở vai này đi. Ok chị Huyền Nguyễn, chốt cho chị Huyền Nguyễn nha. Chị Oanh Hoàng lấy màu đỏ với cả màu tím 65 cân mặc size 2XL giùm em nha. Chị Hành Đào thì ok chị này, chị Trang Giang cho em xin số điện thoại này. Em sẽ nhắc này mã để các chị em vào sau tiền theo dõi nha. Em sẽ nhắc này mã, đây là mã Y1 là màu xanh coban này. Y1 của em là màu xanh coban này, Y2 của em là màu đỏ nha. Y6 của em là màu hồng này, Y5 là màu tím này, Y7 là màu đen và Y10 của em là màu hồng đỗ nha. Nhớ là phải chia sẻ 3 lần nha. Hồ sơ bảo mật ok chị nha. Nguyễn Hòa ok chị này. Phúc Đức ok chị này. Em đọc này mã rồi đấy chị ơi. Quần này là quần
cặp chun nha, các chị mặc rất là thoải mái ạ. Chị Lê Hồng Hạnh để lại số điện thoại đi ạ. Chị Luyện Trần ok, 47 cân chị mặc size M giùm em nha. Nhớ là phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công. Chất liệu của em là chất liệu cát hàn co giãn 4 chiều họa tiết ở trên áo của em, đây là theo 3D công nghệ Hàn Quốc nha. Bán ít nhất là 2 bộ, các chị em nào đặt 1 bộ thì không nên đơn được đâu ạ. Chị Hằng Lách ok chị nha, chị Tố Sâm ok chị nha, chị Thu Huệ ok này. Các chị em nhớ này, nhớ một điều là khi mình đặt hàng xong rồi quay ra chia sẻ giúp em 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công nha. Chốt cho chị Thu Nệ này, chốt cho chị Thủy Tiên này. Sản phẩm của em có đủ size từ S đến 3XL cho người từ 40 cân đến 75 cân quay đầu đều có size phù hợp. 63 cân mặc size X và 60 cân thì mặc size 2XL nha. Lê Chiến ok chị nha, không có màu xanh cốm chị ơi, 64 cân mặc size 2XL giùm em ạ. Mẫu quần này là mẫu quần dài, các chị em có thể mặc đi làm ok nha. Chất liệu là vải cát hàn co giãn 4 chiều, đây mẫu em đang mặc đây ạ. Chất liệu vải cát hàn co giãn 4 chiều mặc rất là thoải mái nha các chị em. Ok ok, chốt cho chị Lê Hồng Hạnh nha. Chất liệu vải cát hàn co giãn 4 chiều mặc rất là thoải mái ạ. Họa tiết ở trên áo là theo chị Kim Lan 55 cân, chị mặc size N giùm em nha. Nhớ là phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận thành công nha. Chị hồ sơ bảo mật em chốt đơn cho chị rồi nha. Mua xỉ thì vui lòng nhắn tin cho shop ạ. 100.000 một bộ, bán ít nhất 2 bộ và ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng nha. Ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng, bán ít nhất là 2 bộ ạ. Sản phẩm này hôm nay có rất nhiều màu đẹp, số lượng có hạn nên chị em nào lấy mã gì vui lòng comment mã kèm số điện thoại nha. Chị Nguyễn Khuê ok chị, các chị ơi đặt hàng thì vui lòng comment mã giùm em nha. Vui lòng comment mã giùm em tránh trường hợp bị nhầm. Đây này, đây là mã Y1 nha. Y1 màu xanh coban này. Y2 của em là màu đỏ nha. Y2 của em là màu đỏ này. Y5 của em là màu tím này. Y6 này. Y7 của em là màu Y6 của em là màu hồng sen nha. Y7 của em là màu đen nha. Và Y10 của em là màu hồng phấn nha. Nhớ là comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment giùm em. Các chị đừng đọc màu, tránh trường hợp bị nhầm của các chị nha. Em đã có mã ở trên rồi, đấy rồi, các chị cứ đặt theo mã giùm em ạ. Giá của sản phẩm là 100.000 một bộ. Và lưu ý là em bán ít nhất là 2 bộ nha. Chị Phúc Đức 54 cân mặc size N giùm em nha. Chị Kim Lan ok chị nha. Chị Tình Bùi lấy thêm một bộ màu tím nữa ok. Các chị comment mã giùm em ạ. Em đọc lại mã cho các chị nha. Các chị ơi đọc lại mã nha và comment mã giùm em nha. Đây là mã Y1 này. Mã Y2 này. Mã Y6 là màu hồng sen. Y5 là màu tím. Y7 là màu đen. Và mã Y10 là màu hồng phấn nha. 100.000 một bộ, bán ít nhất 2 bộ và ship đồng giá là 30.000 này. Chốt cho chị Ninh Hà Y1 và Y7 60 cân, chị mặc size XL giùm em nha. Có size N nha. Có size N, hàng đủ size từ S đến 3XL nha. Chị Đức Chiên 47 cân mặc size M cho em xin số điện thoại ạ. Chị Phạm Nhà em bán ít nhất 2 bộ, 1 bộ không bán nha. Đây là hàng giảm giá, bên em bán bằng giá bán buôn rồi nên lưu ý là bán ít nhất 2 bộ và ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng. Chị Hoa Hướng Dương Y2 và Y3 42 cân, chị mặc size S giùm em nha. Các chị em lưu ý sau khi đã để lại số điện thoại thì vui lòng quay ra chia sẻ giùm em 3 lần ở chế độ công khai. Sau đó đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công nha. Hoàng Anh Gia Lai ok chị nha. Chị Dung Nguyễn để lại số điện thoại đi ạ. Chị Cảnh Phan này 55 cân, chị mặc size N giùm em nha. Chị Vi Nguyễn để lại số điện thoại giùm em nha. Các chị đặt hàng vui lòng comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment giùm em ạ. Bởi vì rất nhiều chị em đặt hàng tránh trường hợp bị sót đơn nha. 67 cân thì mặc size 3X này. Chị Phạm Huệ ok này. Chị Huyền Đỗ Thanh Huyền ok chị này. Chị Kim Tuyến lấy thêm một bộ màu tím ok chị nha. Chị Tú Phương ok chị nha. Mạng bên em bình thường mà, chị thoát ra chị vào lại đi ạ. Bây giờ mẫu sẽ thử sang màu xanh coban cho các chị em xem nha. Hôm nay về rất là nhiều màu đẹp, màu nào cũng đẹp. Chị Dung Mai để lại số điện thoại đi ạ. Chị Khuân Ninh này Y10. Chị Khuân Ninh ơi em bán ít nhất 2 bộ, 1 bộ không bán nha. Chị Phan Điên 58 cân mặc size XL giùm em nha. Chị Đào Nguyễn Y1 và Y5 size N ok nha. Chị Nguyễn Mai ơi bán ít nhất là 2 bộ. Chất liệu cát hàn co giãn 4 chiều họa tiết ở trên áo của em, đây là theo 3D nha. Chị Phạm Thúy Vân Y1 và Y5 size 56 cân mặc size N giùm em nha. Chị Hà Đào ok chị này. Chị Phương Hồ ok chị này. Đỏ là đỏ đô nha. Kim Anh để số điện thoại đi ạ.
Chị Dung Nguyễn để lại số điện thoại rồi, ok chị Dung Nguyễn nha. 66 cân mặc size 3XL dùm em ạ. Họa tiết của em trên áo đây là thêu rất là đẹp nha. 62 cân thì mặc size 2X này. Chị Hiền Nguyễn Thu để lại số điện thoại đi chị ơi. Các chị em nhớ là comment địa chỉ và số điện thoại trên cùng một comment dùm em nha. Chị Lê Hiền ok, y là Y1 và Y5 size XL nha. Chị Yến Ngô đỏ đô và tím size M ok chị nha. Chị Lê Hiệp ok, chị 67 cân thì mặc size 3XL dùm em ạ. Chất liệu là vải cắt hàn co giãn 4 chiều nha. Em đang mặc là màu xanh coban các chị nhá. Đây là chất cắt hàn nhá, chất cắt hàn co giãn 4 chiều này, chất cho chị Anh Vũ nhá. Chị Thu Nguyễn đã có đơn rồi ạ. Các chị ơi, các chị comment cả mã cả số điện thoại trên cùng một comment giúp em, và những chị nào có đơn thì vui lòng chia sẻ giúp em chế độ công khai nhá. Chị Hoàng 46 cân chị mặc size S, chị mặc size M này. Ok, chốt cho chị Ngân Vũ này. Số em bán online Hà Nội chị nhá. Chị Khuân Linh ok, chốt cho chị Khuân Linh nhá. Chị Nguyễn em đang mặc size L nha, em 53 cân cao 1m64 mặc size L cho mẫu này các chị nhá. Chị Nguyễn Nga hỏi gì thế ạ? Chị comment giúp em nhá. Chị lớp Bảo Ngọc vừa chị nhá, bởi vì chất này có giãn 4 chiều này, chị bao nhiêu cân thì để em tư vấn với ạ? Chị Uy Vũ Nguyễn gộp đơn. Chị ơi, buổi trưa. Chị Vi Nguyễn là 50 cân, chị mặc size M dùm em nha. Nguyễn Nga mặc size N ok chị nha. Chị Nga Nguyễn 50 cân, chị mặc size M dùm em nha. Ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng. Sản phẩm của em có đủ size từ S đến 3XL cho người từ 40 cân đến 70 cân, cây 75 cân quay đầu. Chị Nguyễn Nga để lại số điện thoại đi ạ. Chị Phạm Nhài ok, chị Y1 và Y6 nha. Chị Đức Chiên Y3 và Y10 47 cân mặc size M dùm em nha. Lớp Bảo Ngọc bây giờ mới nhìn thấy bạn nha. Thư Nguyễn 68 cân mặc size 3XL dùm em nha. Tâm Nguyễn Y đỏ đô cộng Y đen size XL ok nha. 62 cân thì mặc size 3XL nhưng lưu ý là em bán ít nhất 62 cân mặc size 2X nhưng lưu ý là em bán ít nhất 2 bộ, 1 bộ không bán nha. Chị Hương Đinh Y đen và Y tím size M nha. 55 cân thì mặc size N dùm em là đẹp ạ. 45 cân là mặc size S nha. Chị Nguyễn Nga không có số điện thoại thì không chốt được đơn đâu chị ơi. Ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng nha. 60 cân thì mặc size XL là vừa, 53 cân thì mặc size N nha. Nhớ là phải chia sẻ 3 lần ở chế độ công khai giúp em thì đơn hàng của mình mới được công nhận là thành công nha. Chị Ngân Trần ok, chị mặc 3XL dùm em nha. Chị Bùi Tiến Thị 51 cân, chị mặc size M nha. Ok, đọc này mã nào. Đây là mã màu đỏ đô nhá. Mã em đang mặc là màu xanh coban là màu Y1 các chị nhá. Mã màu đỏ đô là Y2 này. Y3 là Y6 là màu hồng cánh xe nhá. Y7 là màu Y5 là màu tím cà này. Y5 là màu tím cà này. Y7 là màu đen nhá. Và Y10 là màu hồng vỏ đỗ ạ. Màu hồng phấn rất là xinh đấy ạ. Phan Tuyết 57 cân mặc size XL nhá. Chị Thái Hà Phạm 58 cân mặc size XL nha. Chất liệu cát hàn co giãn 4 chiều này. Em chốt cho chị Thủy Ngà này. Chị Thu Hương 48 cân mặc size M dùm em nha. Ánh Trần 57 cân mặc size XL. Chị Hồng 7 lấy cái gì comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment dùm em đi ạ. Ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng. Các chị em lưu ý đừng hỏi 65 cân mặc size gì hoặc 60 cân mặc size gì ạ. 40 cân đến 75 cân quay đầu đều có size phù hợp. Các chị em chỉ cần comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment. Ngày mai nhân viên bên em sẽ gọi điện thoại lại tư vấn cho các chị nha. Chị Huyền Nguyễn ok chị nha. Chị Nguyễn Quý ok chị nha. Chị Tâm Hiền An ok chị nha. Chị Vũ Ngọc ok chị nha. Chị Elena Hương ok chị nha. Hương Hồ ơi, 55 cân mặc size N nha. Chị Thiên Thần bóng tối ok chị nha. Ship 30.000 cho một đơn hàng, bán ít nhất là 2 bộ. Và điều kiện để được mua những sản phẩm này với giá 100.000 là nhớ phải chia sẻ 3 lần cho em ở chế độ công khai nha. Người mẫu cao 1m64, mẫu này là mẫu quần dài, các chị em mặc đi làm ok nha. Chị Hoàng Hải này, đỏ đô cộng tím size M ok. Diệp Mít 48 cân mặc size M nha. Trần Dung đỏ đô và xanh coban ok nha. 54 cân thì mặc size N. Các chị em không cần phải hỏi cân nặng như này thì mặc size gì, bởi vì ngày mai bên em sẽ gọi điện tư vấn size. Các chị chỉ cần comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment thôi, bởi vì rất nhiều người đặt hàng nên em không thể đọc hết được. Chị Ánh Trần này, chị Phan Tuyết này, chị Nguyễn Lan này. 60 cân thì mặc size XL nha. Chị Hồng Hạnh Trương Y1 và Y7 ok. 53 cân mặc size N, 43 cân thì mặc size S dùm em nha. Ok, Elina Hương chốt cho bạn này nha. Nhớ là phải chia sẻ dùm em 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công nha các chị em. Em nhắc lại là nhớ phải chia sẻ nha, không tránh trường hợp đặt hàng không chia sẻ là không có đơn đâu ạ. Chị Yến Trinh ok nha, chị Hoa Hướng Dương ok nha, chị Thanh Hiền ok nha.
Quần này là quần chun, cặp cao, các chị em nào có bụng một chút mà cũng ok, mặc rất là thoải mái, chất liệu vải cắt hàn co giãn 4 chiều, họa tiết của chị ở trên áo của em là thêu 3D rất là đẹp nha. Chị Thanh Duyến ok, chị Đỗ Trâm ok chị nha, mặc cái này đi cho các chị xem này. Chị Trâm Lê để lại số điện thoại đi ạ. Chị Nguyễn Trần Nhi Hà ok chị nha, chị Ngân Thúy ok, chị Tuyết Trinh ok chị nha. Mẫu này không có quần lửng, sắp tới sẽ có một mẫu quần lửng rất là đẹp nha. Tuyến Vũ Thị ok chị này, Phan Liên ok chị này. Phan Thúy Vân đọc lại rồi mình đi ạ. Vũ Ngọc chốt đơn rồi nha. Phan Tuyết chốt rồi các bạn ơi, mình đã đọc tên là chốt rồi đấy ạ. Ánh Nguyễn ok nha, 50 cân mặc size M nha. Vân Anh, Vân Phạm để lại số điện thoại đi ạ. Thư Nguyễn để lại số điện thoại, Thư Nguyễn ok này. Bích Phương Nguyễn ok này. Hà Tuyết ok này. Các chị em đặt hàng xong nhớ quay ra chia sẻ giùm em nha. Đặt hàng xong nhớ quay ra chia sẻ giùm em 3 lần ở chế độ công khai thì đơn hàng của mình mới được công nhận là đặt hàng thành công nha. Chị Thuyết Hà ok chị nha, chị Hiền Ngô Thanh ok chị nha. Chị Nước Bảo Ngọc có đơn rồi ạ, 100.000 một bộ, bán ít nhất 2 bộ và ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng nha. Chị Nguyễn Thị Thế Phường ok chị nha. Chị Phan Liên ơi chốt đơn nha chị rồi nha, mẫu này bán 100 bộ thôi nha, sắp đến 100 bộ chưa? Khi nào đến 100 rồi bảo chị để chị chuyển mẫu nha. Chị Vũ Mai ok, chị 70 cân mặc size 3XL dùm em nha. Giá của sản phẩm là 100.000, bán ít nhất 2 bộ, ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng. Mẫu này em sắp dừng mẫu này rồi, không bán mẫu này nữa nha. Chị nhận 10 số điện thoại nữa thôi này. Em nhớ này, nhận 10 số điện thoại nữa thôi rồi em sẽ chuyển mã này, không bán mã này nữa, chuyển sang một mã khác nha. Các chị em nào đặt hàng thì để lại số điện thoại nhanh ạ. Bởi vì sau khi kết thúc livestream này sẽ không còn giá 100.000 cho một bộ nữa đâu nha. Chị Vương Ngọc ok nha. Chất cắt hàn ạ, chất cắt hàn co giãn 4 chiều nha các chị em. Chất cắt hàn co giãn 4 chiều nha, 100 bộ thôi, mẫu này bán 100 bộ thôi. Cà rốt ơi, bạn lấy màu gì, bạn 43 cân, bạn mặc size S của mình nha. Ai yêu cầu màu tím đây, màu tím đây ạ. Chốt cho cà rốt nhưng cà rốt chưa có màu nha. Tú Nguyên 57 cân mặc size XL của mình nha. Chị Xuyên Phạm ok chị nha. Chị Vũ Diệu Hương lấy màu gì ạ, chị Hạnh Nguyễn lấy màu gì đây ạ. Các chị em nhớ là comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment dùm em nha. Chị Lê Thị Hà màu tím màu hồng ok, chị Ninh Chi ok nha. Hoa Hướng Dương ok, Hoa Hướng Dương để mã bên trên rồi. Đời không như mơ ok nha. Các chị em lưu ý này. Hoàng Thị Hải Duyên ok, mã kia em cho là mã gì đây bán đi. Để chị đăng mã. Cô Văn Huỳnh ok nhá, 50 tuổi, 52 tuổi mà ok nhá. Chị Hoàng Thị Hải Duyên lấy màu gì thế ạ? Các chị ơi, các chị comment mã giúp em nhá, cho chị Trần Xuân này, mẫu Y 1 và mẫu Y 5 này, cho chị Yến Nguyễn này. Các chị ơi, các chị comment mã giúp em nhá, và những chị nào đang có đơn rồi thì vui lòng chia sẻ giúp em 3 lần chế độ công khai nhá. Chị Hoa Kiên 58 cân chị mặc size XL này, chị Đinh Thị Hoài Thu 45 cân chị mặc size S giúp em nhá. Ok, cho chị Lớp Bảo Ngọc rồi nhá. Màu tím là mã Y 5, màu tím là mã Y 5 các chị nhá. Các chị thích thì comment mã Y 5 giúp em này, và này là chất cắt hàn các chị nhá. Và này là chất cắt hàn nhá, thấm hút mồ hôi co giãn 4 chiều các chị nhá. Các chị comment mã giúp em nhá, chị Giang Phan để lại số điện thoại cho em đi ạ. Em không bán một bộ đâu ạ, bộ này em bán ít 2 bộ trở lên nhá, bộ này sắp hết rồi, số lượng rất là ít các chị nhá. Số lượng rất là ít nên các chị comment cả mã cả số điện thoại chị cùng comment giúp em nhá. Chị Nguyễn Tuyến 65 cân chị mặc size 2XL này. Ok, cho chị Thu Hương Trần này, cho chị Nguyễn Mùi này. Chị Tuyết Trinh em không bán một bộ đâu ạ. Hồng ok, cho chị Quyên Hà này. Ok, cho chị Thúy Hồng này, bộ này chỉ có giá 100.000 thôi nhá. Ok, chị Hà Khánh cho em số điện thoại đi ạ. Chân này rất là mát các chị nhá, chân này co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi này. Đây là chất cắt hàn các chị nhá, chị Hoàng Anh Gia Lai cho em số điện thoại. Chị Hoàng Anh Gia Lai đã có đơn rồi ạ. Mã hồng phấn là Y10 các chị nhá, hồng phấn em đang mặc là mã Y10 nhá. Các chị thích comment mã Y10 giúp em này. Chị Mai Nguyễn lấy màu gì thế ạ? Chị hồng 7 ok chốt rồi nhá. Em đang mặc là mã Y10 các chị nhá. Chị Thu Thủy luôn cho em số điện thoại đi ạ. Chị mưa nhà nhà em không bán một bộ đâu các chị nhá, cho chị Kim Dung này. Bộ này em bán ít nhất 2 bộ trở lên các chị nhá. Bây giờ bộ này sắp hết rồi ạ. Chị Phương Võ 50 cân chị mặc size L, chị mặc size M giúp em này. Ok, cho chị Lan Anh Nguyễn nhá. Cho chị Trần Thu này. Mẫu này chỉ có giá 100.000 thôi. Em thấy chị Nguyễn Thị Thủy rồi nhá. Em ship toàn quốc đồng giá là 30.000 các chị nhá. Ok, cho chị Nguyễn Nam này. Màu đen em vừa mặc qua rồi đấy ạ. Đây chị có thể nhìn màu đen này ạ, rất là xinh luôn nhá. Chị nào nhiều cân một chút thì mặc ok đấy ạ. Chị Mạnh Yến ơi, chị comment mã giúp em nhá. Bộ lúc đầu không biết rồi. Cho chị Ngọc Hân này. Ok, chị Lan Minh cho em số điện thoại đi ạ. Chị Như Quỳnh ok, cho chị Như Quỳnh nhá. Chị Hồng 7 cho em số điện thoại nhá. Bộ này 100.000 này và em bán ít nhất 2 bộ trở lên các chị nhá.
Mẫu này các chị chia sẻ giúp em 3 lần ở chế độ công khai để mua mẫu này với giá 100.000 các chị nhá. Cho chị Tuyết Trinh này, chị Liên Phạm 61 cân chị mặc size L này. XL này em không bán một bộ đâu ạ. Chị Tú Nguyễn đã có đơn rồi nhá. Chốt cho chị Hải Trương này. Các chị ơi, mẫu này có đủ size từ S đến 3XL, những chị nào dưới 70 cân là đều có size đấy ạ. Các chị chỉ cần comment mã và số điện thoại là ngày mai bên sẽ có nhân viên gọi tư vấn size cho các chị nhá. Chị Lâm Tùng 65 cân mặc 2XL này. Chị Phú Ly cho em số điện thoại nhá. Chị Nguyễn Tuyến đơn không thành công đâu ạ, bởi vì em chỉ bán ít 2 bộ trở lên thôi các chị nhá. Chốt cho chị Thu Hương này. Chốt cho chị Hạnh Nguyễn này. 60 cân mặc vừa nhá chị nhá, 60 cân chị mặc size XL giúp em nhá. Chị Huyền Hà ok nhá. Chị Thu Trần 60 cân chị mặc size XL này. Các chị chia sẻ giúp em đi ạ. Mỗi chị chia sẻ giúp em 3 lần ở chế độ công khai để mua bộ này giá ưu đãi là 100.000 các chị nhá. Chốt cho chị Giang Ngọc này. 1m. Đời không như mơ. Ok chị đổi cho chị đời không như mơ nhá. Chốt cho chị Nguyễn Thúy 54 cân chị mặc size X, chị mặc size L giúp em này. Chốt cho chị Mai Thị Tình này. Chốt cho chị Nguyễn Dung rồi nhá. Các chị ơi, các chị chia sẻ đi ạ. Những chị nào mà đã đọc tên và đã có đơn rồi, các chị chia sẻ giúp em 3 lần chế độ công khai vì đó là điều kiện để mua mẫu này với giá 100.000 các chị nhá. Chốt cho chị Phượng Lê này. Chốt cho chị Tú Nguyễn nhá. Chị Phương Võ cho em số điện thoại đi ạ. Vải này là vải chất cắt hàn các chị nhá. Cắt hàn thấm hút mồ hôi con da 4 chiều nhá. Chị Lan Minh chọn lấy màu gì đấy ạ? Chị comment màu giúp em nhá. Chị 57 cân chị mặc size 2. Chị mặc size XL này. Chị Bùi Thủy lấy màu gì đấy ạ? Chị Nên Hoàng 46 cân chị mặc size M nhá. Chốt cho chị Dung Mai này. Chị Hải Phan Thị cho em số điện thoại nhá. Xem Khoa Hân Nguyễn. Một lát nữa em sẽ chuyển mẫu các chị nhá. Các chị đợi xem hết livestream giúp em nhá. Chốt cho chị Thu Thủy này. Chất này là chất cắt hàn thấm hút mồ hôi có gan 4 chiều nhá. Ở trên ngực là hình in hình thêu các chị nhá. Đổi sang hoa kia đi. Bây giờ em sẽ đổi sang mai y tiếp theo nhá. 50 cân thì mặc size M là đẹp nha chị Huệ Trần ơi. Bây giờ sẽ đổi sang một mã tiếp theo nha. Mã tiếp theo kế tiếp của mã đó nha. Khác họa tiết nha. Các chị ơi, bây giờ sẽ đổi sang một mã y nữa nha. Một mã y nữa, chất liệu như nhau, chất liệu giống nhau, form như nhau, chỉ có điều là khác họa tiết thôi nha. Họa tiết này cũng rất là đẹp nha, mẫu trên hết rồi ạ. Ok nào, bây giờ bắt đầu sang mã này nha. Chốt cho chị Thúy Nguyễn này, ok này nào. Còn chị em nào lấy mã đầu tiên nữa không này, để mình qua mẫu nha. Chị Tùng Phạm ok chị nha. Hoàng Hải đổi màu tím sang màu xanh ok chị nha. Giá 100.000 một bộ, bán ít nhất 2 bộ và ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng. 100.000 một bộ, bán ít nhất 2 bộ, ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng nha. Ok, chốt cho Sao Mai là người cuối cùng này. Chốt cho Sao Mai là người cuối cùng nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mã tiếp theo nha. Đây là mã Y3 này. Bạn đang làm. Đây là mã Y3 này. Y3 là màu đỏ đô nha, họa tiết khác nha. Y4 là màu xanh coban nha. Y8 Y8 là màu tím cà này. Y9 là màu hồng sen này. Y11 là màu hồng đỗ này. Và Y12 là màu đen nha. Giá 100.000 một bộ, bán ít nhất là 2 bộ nha. Ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng. Các chị em đặt hàng vui lòng comment mã dùm em. Comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment dùm em nha. Nhớ là phải comment mã kèm số điện thoại trên cùng một comment. Đọc đi, đọc lại đi. Em đọc lại mã cho các chị dễ theo dõi nhá. Đây là mã Y3 là màu đỏ đô này. Mã Y4 là màu xanh tím, xanh coban này. Mã Y8 là mã màu tím em đang mặc nhá. Y8 là màu tím em đang mặc nhá. Và màu hồng cánh sen, màu hồng cánh sen là Y9 này. Màu hồng vỏ đỗ là Y11 ạ. Hồng vỏ đỗ Y11 và màu đen là Y12 nhá các chị nhá. Chất liệu cát hàn co giãn 4 chiều, họa tiết ở trên áo của em là thêu 3D nha. Chất liệu là chất liệu vải cát hàn co giãn 4 chiều, họa tiết trên áo là thêu 3D nha. Bán ít nhất là 2 bộ và ship đồng giá là 30.000 cho một đơn hàng. Tránh trường hợp bị nhầm hàng, các chị em phải comment mã em mới đọc nha. Phải comment mã thì em mới đọc, còn không comment mã thì em không đọc đâu ạ. Tránh trường hợp gửi nhầm hàng nha. Đây là Y3 này, Y3 là màu đỏ đô. Em nhắc lại mã này này, Y3 là màu đỏ đô này. Y4 là màu xanh coban này. Y8 là màu tím cà này. Y9 này. Y9 của em là màu hồng cánh sen nha. Y9 là màu hồng cánh sen nha. Y11. Y11 của em. Chờ chút nhá, hay là làm lại mã đi.
Làm lại mã đi. Thì có làm sao đâu. Làm lại mã đi. Chờ em chút nha, các chị chờ chút nha. Bán mã ngắn đi đã. Để em làm lại mã không tránh trường hợp bị nhầm đó. Chờ em chút em làm lại mã nha, cho nhân viên làm lại mã đó. Đâu tờ giấy đâu? Mã gì nhà mình chưa có mã nhỉ? Ờ các chị ơi đợi một lát, bây giờ em sẽ làm lại mã cho các chị nhá. Ok, cho chị Vân Nguyễn rồi ạ. Cho chị Hải Trương rồi nhá. Cho chị Thơm Vũ này. Các chị ơi đợi một lát, bây giờ em sẽ làm lại mã nhá. Chị Hải Bình 55 cân vừa nhá, chị mặc size L giúp em này. Bây giờ em sẽ làm lại mã cho dễ nhầm các chị nhá. 54 cân chị Hoài Thu Phan mặc size L giúp em này. Chị Quang Phiếu lấy mã gì thế ạ? 53 cân chị Khoa Nguyễn mặc size L giúp em nhá. Đây đây, ngày này em làm. Số may mặc online Hà Nội chị gấu nhỏ nhá. Đây đâu rồi? 57 cân chị Phong Trang mặc size XL giúp em này. Làm lại mã. Vâng ạ, ngày mai hoặc là ngày kia bên em sẽ gọi điện cho chị các chị nhá. Các chị nhá. Các chị không cần comment size đâu ạ, bởi vì ngày mai bên em sẽ gọi để tư vấn lại size cho các chị nhá. Y tám với bộ đen. Các chị ơi đợi một lát, các chị comment lại mã giúp em nhá. Đợi một chút con các chị comment lại mã nhá. Chị nhóc Suka bên em gọi hết rồi ạ. Chắc là chị không để ý điện thoại thôi ạ. Chị Lò Lan 51 cân chị mặc size L nhá. Chị Tuyết Trinh 58 cân chị mặc size XL này. Thu Cường 54 cân chị mặc size L này. Chị Huyền Trang hỏi gì vậy ạ? Vải này là vải cắt hàng các chị nhá, vải cắt hàng thấm hút mồ hôi co giãn 4 chiều nhá. Hình in ở hình ở đằng trước là hình thêu nhá, hình thêu ạ. Hình thêu cực kỳ sắc nét luôn các chị nhá. Ok, đổi cho chị Phúc Đức nhá. Chị Nguyễn Thanh lấy màu gì thế ạ? Nhưng bọn trước có mã Y các chị nhá, nhưng mà bên em hết bộ đấy rồi ạ. Chị Hà Tín 72 cân chị mặc size 3XL này. Chị Hồ Sơ Bảo mặc 65 cân chị mặc size 2XL nhá. Chị Trần Thúy ai? Chị Trần Thúy 60 cân chị mặc size L giúp em này. Này S2 này. Đây, S2 này. Bây giờ mẫu này sẽ là mẫu S các chị nhá. Đây là quần dài ạ. Đây là quần dài các chị nhá, quần dài ạ. Quần dài là quần chun cặp cao nhá. Quần dài này là quần chun cặp cao các chị nhá. Quần dài ạ, các chị ạ, rất lịch sự, các chị có thể đi làm thoải mái nhá. Chị ở Thu Thu 41 các chị mặc vừa size S này. Giờ đặt lại được ok chị nhá. Giờ các chị đặt lại giúp em nhá. Sáu ba kg chị mặc vừa size 2XL nha chị. Chất là chất cắt hàn nhá. Có dám 4 chiều mặc rất là thoải mái đấy các chị ạ. 100.000 đồng áp dụng cho những chị em chia sẻ. Các chị lưu ý là vào chia sẻ trong thời gian bên em làm lại mã thì các chị ra chia sẻ giúp em và vào nhanh tay để lại số điện thoại kèm mã. Các chị ơi, bây giờ các chị comment theo mã giúp em nhá. Comment theo mã giúp em để tránh bị nhầm lẫn này. Đây nhá, đây là em đang mặc là màu tím cà là mã S1 này. Em đang mặc là màu tím cà mã S1 nhá. Màu đỏ đô là S2 này. Màu xanh cô ban là S3 này. Màu hồng sen là S4 nhá. Màu hồng bỏ đô là S5 nhá chị nhá. Và màu S6 là màu đen ạ. Các chị comment mã và số điện thoại ở trên cùng một comment giúp em để em dễ chốt đơn hàng nhá. Có quần lửng nhá chị, tí nữa bên em sẽ like sau ạ. Chị hệ thống thông báo 62kg chị mặc vừa size 2XL nha. 53kg thì chị mặc vừa size L giúp em nha. Có rất là nhiều màu cho các chị lựa chọn nha. Các chị lưu ý đặt hàng thì đặt theo để lại số điện thoại kèm mã giúp em ạ. Bên em ship từ 2 sản phẩm trở lên nha. Lưu ý là chia sẻ bài viết này thì mới có thể mua được giá công khai như vậy nha. Chốt cho chị xa quê S3 và S6 nha. Chốt cho chị Thu Hương S1 và S5 nha. Ok chị Kim Dung nha. Chị ơi mai bên em gọi điện chốt đơn thì tầm 2 đến 3 ngày nữa thì chị nhận được hàng nha chị. 260.000 giảm còn 100.000 áp dụng cho những chị em chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai ạ. Chia sẻ mới có giá ưu đãi nha. Không chia sẻ sẽ không có giá ưu đãi đâu ạ. Em đang mặc là mã S1 các chị nhá. Chị Thu Hồ cho em số điện thoại đi ạ. Chị Hiếu Hoàng 43 cân mặc xe giúp em nhá. Chốt cho chị Khoa Nguyễn này. Chị Yến Nhi Bảo Như cho em số điện thoại nhá. Cái con này đang nói này mà sao nó nói tiếp con hấp này nữa. À chị ơi đây là mã S chứ không phải mã F chị nhá. Chốt cho chị Trần Thị Lệ Hằng nha. Chốt cho chị Ninh Ninh S2 và S6 nha. Đây là chất cát hàn nha chị. Co giãn 4 chiều mặc cực kỳ mát luôn đi ạ. Chốt cho chị Hồng Cường S1 và S6 nha. Vâng bên em sẽ giới thiệu lại tất cả mã để cho những chị vào sau tiện theo dõi nha. Em đang mặc là màu tím cà là mã S1 các chị nhá. Mã S2 là màu đỏ đô này. S3 là màu xanh cô ba nhá. S4 là màu hồng cánh sen này.
S5 là màu hồng vỏ đỗ nhá. S6 là màu đen ạ. Vâng, chúc chị Thủy Trang Nguyễn nha, chúc chị Vũ Trang nha. Ok chị Trần Tường nha, chất đấy chất cát Hàn nha, có giãn 4 chiều đấy ạ. Chốt cho chị Mèo Con nha. Chị Vân Huỳnh để lại số điện thoại giúp em nha. Chị Pinpo chốt cho chị M1 và Hồng Cánh Xe nha. Bộ này rất là xinh luôn, chốt cho chị Kim Dung nha. Chốt cho chị Đào Trương Thị Đào S5 và S6 nha. Các chị lưu ý là đặt hàng ở bên em thì phải chia sẻ giúp em ạ. Chia sẻ mới mua được giá ưu đãi nha. Nếu không chia sẻ là sẽ không có giá ưu đãi đâu ạ. Ok chị Lò Loan nha. Ok Quang Hiếu S2 và S4 53kg mặc size L nha. Em thấy chị Hường Đoàn nha. Chốt cho chị Nguyễn Dung F1 và F3 nha. Các chị lưu ý đặt hàng bên em thì để lại số điện thoại, để lại số điện thoại kèm mã giúp em và ship từ 2 bộ trở lên nha. 1 bộ không ship nha. Nhanh tay để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Các chị lưu ý là có size lớn nha chị. Có đủ size từ S đến 3XL cho các chị lựa chọn 75 cân đổ về nha. Nên là đủ size cho các chị. Nên các chị cứ comment mã và số điện thoại, mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn nha. Bên em ship từ 2 sản phẩm, 1 sản phẩm không ship nha. Chị Phan Thị Thanh Huyền để lại số điện thoại giúp em nha. Ok chị Trung Trần F4 và S5 nha. Chị Hằng Tuấn 62kg cao 1m6, chị mặc vừa size 2XL nha. Ok chị Thanh Nguyễn F1 và S6 47kg mặc vừa size M nha. Chị Phương Ly 3XL 75kg có vừa nha chị. Chị Thủy Trang Nguyễn ok chị nha. Ok chị Lan Nguyễn F1 và F4 nha. Ok chị Thư Hồ S2 và S6 nha. Các chị lưu ý là nhanh tay để lại số điện thoại và kèm mã giúp em nha. Và chia sẻ giúp em thì mới có giá ưu đãi như vậy nha các chị. Ok chị Hà Nguyễn nha. Ok chị Hương Hoàng S3 và S6 2XL nha. Chị Hiếu Hoàng để lại số điện thoại giúp em nha. Ok chị Thanh Thảo Đỗ nha. Ok chị, hệ thống thông báo đây là S2 và S3 chứ không phải là F nha chị. Chị Hạnh Hạnh chị lấy mã nào thì chị comment mã giúp em, 50kg thì chị mặc vừa size M nha. Chị Thương Trần để lại số điện thoại giúp em ạ. Chị Trương Huệ ok chị nha. Mẫu sẽ đi thay màu khác cho chị. Đây là cảnh chất cho các chị xem. Chất cực kỳ đẹp nha các chị. Có hoa theo cực kỳ đẹp luôn nha. Giá chỉ có 100.000 một bộ thôi. Rất là xinh luôn nên các chị nhanh tay để lại số điện thoại và ra chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ mới có giá ưu đãi nha các chị. Phải chia sẻ mới có giá ưu đãi ạ. Ok chị Khéo Nguyễn S2 S2 và đỏ đô nha. Ok chị Phương Lê F1 và S6 nha. Các chị cứ comment mã kèm số điện thoại thì các chị sẽ có đơn ở bên em và ship từ 2 bộ trở lên, 1 bộ không ship nha. Ok chị Hằng Tuấn, ok chị Ninh Đàm nha. Chị 61kg, chị mặc vừa size 2XL nha. Giá 100.000 một bộ. Áp dụng cho những chị em chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai. Chia sẻ giúp em để mua với giá ưu đãi nha. Nếu không chia sẻ sẽ không mua được với giá ưu đãi đâu ạ. Chị Phương Thúy, chị lấy mã nào thì chị để lại mã giúp em. Chị Yến Ngọc để lại số điện thoại giúp em nha. Đặt hàng bên em thì để lại. Chị ơi đây là S chứ không phải là F ạ. Đây là mã S nha. Chị Hương Đoàn để lại số điện thoại giùm em nha. Chị Nguyễn Hồng để lại số điện thoại 57kg, chị mặc vừa size XL nha. 56kg, chị mặc vừa size XL nha. XL là từ 55 đến 60kg nha. Chị Nguyễn Mai S1 và S2. Ok chị Nguyễn Thị Thùy ạ. Ok chị cảm ơn chị Duyên Sinh nha. Chị Luận Nguyên 50kg lấy màu đen. Chị ơi bên em ship từ 2 bộ, 1 bộ không ship nha. Ok chị Phương Nguyễn S2 và S4. Ok chị Thu Thủy Lương F1 và F3 46kg mặc vừa size M nha. Đây là chất cát Hàn co giãn 4 chiều và thấm hút mồ hôi, không sợ bay xù đâu nha các anh các chị. Lưu ý đặt hàng bên em phải ra chia sẻ giúp em ạ. Nếu không chia sẻ sẽ không có giá ưu đãi như vậy đâu nha. 100.000 một bộ, ship từ 2 bộ trở lên. Bộ này rất là xinh luôn, bộ quần dài áo thêu hoa trước ngực cực kỳ xinh luôn nha các chị. Bên này không ship, không miễn phí ship đâu nha chị. Bên em đang bán lấy số lượng thôi nên không miễn phí ship nha. Các chị lưu ý là chọn 2 bộ trở lên giúp em, 1 bộ bên em không ship nha. Ok chị Hoa Thanh size Coban và Hồng Đỗ size XL nha. Chị Nguyễn Hồng lấy mã nào ạ? Lấy mã thì để lại mã giúp em nha. Ok chị Hồng Thị Nhài S6 và S2 nha. Chị Nguyễn Thông Minh màu đen và màu tím ok chị nha. 53kg chị mặc vừa size L nha. Chị Bích Ngọc ơi, bên em ship từ 2 sản phẩm, 1 sản phẩm không ship nha. Chị Hương Đoàn lấy mã nào thì để lại mã giúp em với ạ. 46kg chị mặc vừa size M nha. 100.000 một bộ, áp dụng cho những chị em chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai nha. Chị Nguyễn Hợi để lại số điện thoại giúp em nha. Cao 1m7 thì có chị mặc đến mắt cá chân mà chị. Đây là chất vải cát Hàn nha chị. Co giãn 4 chiều mặc cực kỳ mát luôn đấy ạ. Chị 100.000 một bộ, áp dụng cho những chị em chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai nha. Rất là xinh luôn nha. Chị Bùi Kim chọn thêm một sản phẩm nữa giúp em nha. Cảm ơn anh Nguyễn Quang Khánh nha.
Chị ok, chị Trần Thủy S1 và S5 nha. Vải có co giãn nha chị, co giãn mạnh luôn ạ, mặc rất là thích luôn ạ. Mua thì để lại số điện thoại kèm mã giúp em nha, cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Các chị lưu ý đặt hàng bên em thì phải ra chia sẻ giúp em, nếu không chia sẻ là sẽ không có giá ưu đãi như vậy đâu nha. Có đủ size từ S đến 3XL cho các chị lựa chọn, chỉ 100.000 một bộ thôi ạ. Vâng, mẫu sẽ mặc tất cả các màu cho các chị xem nha. Ok chị Nan Đặng S cánh sen và đỏ đô nha. Ok chị Đào Sơn lấy mã gì để lại giúp em ạ? Ok chị Mạnh Quỳnh S3 và F4 nha. Chị Kubi để lại số điện thoại giúp em nha. Chị ơi ngày nào bên em cũng gọi nha chị. Gọi hết tất cả đấy ạ. Chị hệ thống thông báo ok chị nha. Ok chị Thanh Thùy Phạm rồi nha. Ok chị một F1 và F2, em thấy chị Nguyễn Hồng Nhung nha. Đen và hồng phấn chị Nan Nguyễn để lại số điện thoại giúp em ạ. Một bộ chỉ 100.000 đồng thôi ạ. Một bộ chỉ 100.000 đồng, áp dụng cho những chị em chia sẻ vào ba hội nhóm công khai nha. 60kg thì chị mặc vừa size XL, chị để lại số điện thoại giúp em nha chị Tin Tin. Ok chị Phạm Anh Phương nha. Chị Trần Hà Phương đã chốt Y1 và Y7 cho chị chốt cho chị rồi nha. Ok cảm ơn chị Khát Vọng nha. Chất này rất là mát luôn đấy các chị. Chất cát hàn co giãn 4 chiều mà cực kỳ mát luôn nên các chị nhanh tay để lại số điện thoại và ra chia sẻ giúp em. Chia sẻ giúp em thì mới có giá là ưu đãi nha. Ok chị Phương Thúy nha. Mẫu đang mà có đủ size từ S đến 3XL cho các chị lựa chọn ạ. Chị Ninh Đầm, một xanh cô ba, một tím, một hồng. Ok chị để lại số điện thoại giúp em. Em thấy chị Nguyễn Hồng Nhung nha. Bên em có rất là nhiều mẫu, các chị cứ chia sẻ và theo dõi like ở bên em. Từ đầu đến cuối thì bên em sẽ like tất cả các mẫu nha. Chị Bích Ngọc để lại số điện thoại giúp em. Ok chị Thanh Thủy Phạm nha. Các chị nhanh tay để lại số điện thoại. Bên em ship toàn quốc là 30.000 đồng ạ. Ship toàn quốc là 30.000 đồng nha. Ok, cảm ơn chị Dung Nguyễn nha. Các chị lưu ý là nhanh tay để lại số điện thoại kèm mẫu giúp em ạ. Để lại số điện thoại kèm mã. Ok chị Nguyễn Hợi nha. Chia sẻ giúp em vào ba hội nhóm công khai để mua giá ưu đãi ở bên em nha. 100.000 một bộ thôi ạ. 65kg mặc vừa size 2XL nha. Cực kỳ xinh luôn đấy ạ. Đây là bộ quần dài nha chị. Các chị có thể mặc đi làm được đấy ạ. Ok chị Hằng Tuấn nha. Màu tím và màu xanh coban nha. Vải này vải vừa phải chứ không mỏng cũng không dày nha chị. Ok chị Cúc Vương nha. Các chị lưu ý là nhanh tay giúp em ạ. Màu xanh coban size XL dồn đơn. Ok chị Quyên Hà nha đã chia sẻ. Ok chị chọn đơn đặt hàng bên em thì để lại mã kèm số điện thoại giúp em nha. Chị Nguyễn Thị Chiên ok chị xanh với tím nha. Nhanh tay để lại số điện thoại kèm mã giúp em ạ. Rất là xinh nha, ship từ 2 bộ trở lên, 1 bộ không ship nha. 1 bộ chỉ 100.000 đồng, mua cho mình 2 đến 3 bộ để về thay đổi nhau nha. Chất cát hàn co giãn 4 chiều mà cực kỳ mát. Vâng ạ, cả quần cặp chun ạ. Cao 1m59 và nặng 50kg, chị mặc vừa size M nha. Các chị lưu ý là đặt hàng thì nhanh tay. Chị Thanh Thủy Phạm có đơn rồi nha. Chị ngày mai 3XL đen S6 bên em ship từ 2 sản phẩm nha. 1 sản phẩm không ship nha các chị. Em thấy chị Thanh Thủy Nguyễn nha. Chị Bích Ngọc lấy mã nào thì comment mã giúp em ạ. Bên em sẽ... Ok chị Mơ Thanh nha. SS... Ok chị Lò Lan nha. Em sẽ giới thiệu lại màu một lần nữa để cho các chị vào sau tiện theo dõi nha. Mã S1 là mã màu tím cả các chị nhá. Mã S2 là xanh coban này. S3 là màu đỏ đô này. S4 là màu sen hồng cánh sen này. S5 là màu hồng vỏ đỗ nhá. S6 là màu đen nó mặc các chị ạ. S6 là màu đen nó mặc này. Ok chị Phương Phan nha. Ok chị Triệu Sửu nha. 100.000 một bộ, áp dụng cho những chị em chia sẻ vào ba hội nhóm công khai ạ. Chia sẻ giúp em để mua với giá ưu đãi nha. Còn chị nào đã có đơn bên em mà chưa chia sẻ thì hãy nhanh tay ra chia sẻ để mua với giá ưu đãi đi ạ. Chỉ 100.000 đồng một bộ thôi ạ. Và ship toàn quốc là 30.000 đồng, có đủ size từ S đến 3XL cho các chị lựa chọn. Những chị nào từ 75kg đổ về là sẽ có size cho các chị nha. Chị Tuyết Mùa Hạ 1m62, chị nặng bao nhiêu kg ạ? Cửa hàng em ở Hà Nội nha chị. Chị Duyên Hồng ơi, chị để lại số điện thoại giúp em. 49kg chị mặc vừa size M nha. Chị Nguyễn Quỳnh Hoa chọn thêm một sản phẩm giúp em nha. Một sản phẩm bên em không ship nha. 100.000 một sản phẩm, 100.000 một bộ, áp dụng cho những chị em chia sẻ vào ba hội nhóm công khai. 57kg chị mặc vừa size XL giúp em nha. Chị Trang Phan 40 thì mặc size S nha. Chị Nga Tài để lại số điện thoại giúp em nha. Ok chị Hoàng Duyên hồng phấn và xanh coban nha. Ok chị Mai Mai xanh coban và đỏ đỏ đô nha. Không miễn phí ship nha chị, bên em đây là đã là hàng giảm giá và đã bán cho chị với giá rất là rẻ rồi ạ. Chúc cho chị Hải Trịnh Thi rồi nha. Các chị lưu ý là đã để lại số điện thoại kèm mã là đã có đơn bên em rồi đấy ạ.
nên nhanh tay ra chia sẻ giúp em. Chị nào có đơn rồi thì chia sẻ giúp em đi ạ. Còn chị nào chưa có đơn thì hãy để lại số điện thoại kèm mã và ra chia sẻ giúp em vào 3 lần để mua với giá ưu đãi nha. Ok chị Nguyễn Hồng Nhung F456 nha. Ok chị Mơ Thanh nha. Chị Tina Bùi để lại số điện thoại giúp em ạ. Bên em có rất là nhiều bộ, cứ chia sẻ và theo dõi. Và theo dõi like từ đầu đến cuối là có rất là nhiều mẫu cho các anh chị lựa chọn đấy ạ. Ok chị Duyên Hồng xanh cô ban và hồng nha. Ok chị Loan Nguyễn F1 và S2, S6 luôn nha. Chất là chất cắt hàn, co giãn 4 chiều, mặc cực kỳ thoải mái. Các chị có thể mặc đi làm bởi vì đây là quần dài nha. Hoa thêu cực kỳ xinh luôn nha các chị. 51kg, cao 1m53 thì chị mặc size L dùm em nha. Chị Chi Nguyễn để lại số điện thoại giúp em nha. Ok chị Tuệ Minh Phạm F4 và S5 nha. Ok chị Kim Oanh tím với xanh cô ban nha. Ok chị Nông Mịch màu đen và xanh cô ban nha. Chị Mai Nguyễn cô ban và tím ok chị nha. 40kg mặc vừa size S nha. 63kg thì mặc vừa size 2XL nha. Chị Oxy Tâm S6. Chị lưu ý là đặt hai sản phẩm giúp em, một sản phẩm không ship nha. Chị Vân Anh F1 và S2 XL 62kg, chị để lại số điện thoại giúp em nha. Chị Thủy Đoàn S5, chị chọn hai sản phẩm nha. Một sản phẩm bên em không ship nha. Ship toàn quốc là 30.000 đồng. Ok chị Phượng Phượng ớt ạ. Chị cao 1m58, nặng 50kg, chị mặc vừa size M nha. Ok chị Thanh Vân hồng sen và xanh cô ba nha. Ok chị Huỳnh Trang nha. Các chị lưu ý đặt hàng bên em thì để lại số điện thoại kèm mã giúp em ạ. Mai bên em sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn màu kèm size cho các chị vào sáng ngày mai nha. Ok chị Thúy Thắng nha. Rất là xinh luôn đấy ạ. Cực kỳ xinh luôn nên các chị nhanh tay để lại số điện thoại đi ạ. 40kg mặc vừa size S, 60kg mặc vừa size XL nha. Ok chị Hoàng Anh Gia Lai nha. Chị Phượng ớt màu cánh sen chị ơi. Chị, các chị lưu ý là đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại kèm mã giúp em ạ. Và ship từ 2 bộ trở lên, 1 bộ không ship nha. Rất là xinh luôn đấy ạ. Ra chia sẻ giúp em. Ok chị ngày mai. Ok chị Thủy Nguyễn nha. Chị Thị Lùi Trần. Ok chị nha. Chất này là chất cát hàn, mặc cực kỳ mát nha. Mặc cực kỳ mát luôn đấy ạ. 58kg thì chị mặc vừa size XL nha. Chị hai bộ hồng 47kg thì chị mặc size M, chị để lại số điện thoại giúp em ạ. Chị Duyên Hồng để lại số điện thoại. Đặt hàng bên em thì phải để lại số điện thoại. Chị ơi 100.000 đồng một sản phẩm, 100.000 đồng một bộ ạ. Áp dụng để chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai. Nếu không chia sẻ sẽ không có giá ưu đãi nha. Một lần ship là 30.000 đồng. Ship toàn quốc là 30.000 đồng. Một bộ hay 10 bộ thì cũng chỉ 30.000 đồng tiền ship nha. Ok chị Trang Anh Mai nha. Em thấy chị Nguyễn Thịnh nha. Có bộ nửng nha. Cứ chia sẻ và theo dõi like ở bên em từ đầu đến cuối thì sẽ xem tất cả các mẫu ở bên em. Ok chị Vân Anh F1 và S2 nha. Chất này là chất cát hàn nha chị. Em thấy chị Như Tồ nha. Bây giờ em mới thấy chị đấy, chị Như Tồ à, chị lấy gì đấy à? Ok chị Đồng Thị Thái có màu trắng, không có màu trắng đâu nha chị. Chị Anh Nguyễn chọn hai bộ giúp em, một bộ không ship nha. 100.000 một bộ, áp dụng những chị em chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai nha. Oxy Tâm ok chị nha, S6 và F3 ok chị Linh Nguyễn. Màu tím và xanh cô ban size L nha. Chị Tư Nguyễn Cẩm lấy mã gì chị để lại mã giùm em. Chị Đồng Thị Thái nữa để lại số mã giúp em ạ. Ok chị Nguyên Tuyến nha. Chị Tư Tồ chị để lại số điện thoại giúp em vậy ạ. Chị Ngọc Dung ok chị đem và xanh cô ban nha. Em thấy chị Ngân Nguyễn nha. 60kg mặc vừa size XL, 58kg chị mặc vừa size XL giùm em nha. Ok chị Lý Thường xanh cô ban và tím nha. Rất là xinh luôn. Ok chị Tư Tồ rồi nha. Cực kỳ xinh nên các chị lưu ý là đặt hàng bên em thì phải chia sẻ thì mới có giá ưu đãi nha. Không chia sẻ sẽ không mua được giá ưu đãi là 100.000 đồng một bộ và ship từ 2 bộ trở lên. Ship toàn quốc là 30.000 đồng nha. Ok chị Nguyễn Thịnh nha. Chị Nga Tài ok chị nha. Nhanh tay để lại số điện thoại, chị Thơm Lý để lại số điện thoại giúp em. Vâng ạ, đây là quần chun nha, quần dài các chị có thể mặc đi làm, hoa thêu rất là xinh luôn. Ok chị Anh Nguyễn nha. Cực kỳ xinh luôn và có rất nhiều màu cho các chị lựa chọn, mua cho mình 2 đến 3 bộ về để thay đổi nhau nha. 100.000 một bộ, 100.000 một bộ thôi ạ. Rất là xinh luôn và có đủ các màu, 4-5kg mặc vừa size S nha. Mặc quần dài có thể mặc đi làm nha. Mặc đi làm ở nhà rất là xinh nha. Chất cát hàn, co giãn 4 chiều, mặc cực kỳ mát luôn. Giặt không sợ bay xù. Ok chị Minh Phú Phạm, hồng phấn và tím nha. 100.000 một bộ thôi ạ. Ok chị Thủy Lê nha. 63kg chị mặc vừa size 2XL nha. Chị Anh Thu Đặng, chị để lại số điện thoại giúp em ạ. Chị ơi, bên em gửi, nếu chị nhận được điện thoại ở bên em là hàng ở bên em đã gửi rồi nha. Bộ này mặc đi làm được nha chị, mặc đi làm rất là ok luôn đấy ạ. Quần dài đấy chị ơi. Mẫu đang mặc là màu hồng sen nha chị. Rất là xinh luôn đấy ạ. Đây là mã S4 nha, rất là xinh luôn đấy ạ. Các chị lưu ý là đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại kèm mã giúp em ạ.
để lại số điện thoại kèm mã nha. Ok chị Thi Thoa Nguyễn nha. 100.000 đồng một bộ, áp dụng cho những chị em chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai ạ. Chị Phượng ơi, có đơn ở bên em rồi nha. Chị Đồng Thị Thái để lại số điện thoại giúp em, đặt hàng bên em thì phải để lại số điện thoại kèm mã, rất là xinh luôn. Chị nào có đơn bên em rồi thì ra chia sẻ giúp em, còn chị nào chưa có đơn thì nhanh tay để lại số điện thoại kèm mã. Ok chị Đặng Lê nha, 54kg chị mặc vừa size L nha. Chị Bạc Hoàng màu đen, chị ơi chọn 2 bộ giúp em nha. Bên em ship từ 2 bộ, 1 bộ không ship nha, 45kg mặc vừa size S nha. Chị Tư Nguyễn Cẩm để lại số điện thoại giúp em nha. Chị Nguyễn Ninh 70kg mặc vừa size 3XL nha. Chị Hương Lan 2 bộ đỏ và đỏ và đen 65kg mặc vừa size 2XL nha. 62 cân mặc vừa size 2XL giúp em nha. Chị An Nguyễn để lại số điện thoại giúp em đi ạ. Chị Nguyễn Thi ok, chị 63kg mặc vừa size 2XL nha. Nhanh tay ra chia sẻ và để lại số điện thoại kèm mã, bộ này cực kỳ xinh mà số lượng có hạn nha. Em chỉ nhận từ 5 đến 10 đơn nữa thôi nên các chị nhanh tay giúp em đi ạ. Ok chị Kubi hồng sen và màu hồng đỗ nha. Chị có đơn rồi nha, chị Nguyễn Hồng vải co giãn 4 chiều mặc cực kỳ thoải mái luôn nha. Ok chị Thanh Thủy Nguyễn rồi nha. Chị Mai Chelsea 55kg thì chị mặc vừa size L dùm em nha. Chị Nguyễn Nam 46kg thì chị mặc size M dùm em nha. Các chị chọn 2 sản phẩm trở lên, 1 sản phẩm không ship nha. Bộ này là rất là rẻ rồi, chỉ 100.000 một bộ mà có thể mặc đi làm là rất là xinh luôn ấy. Các chị nhanh tay giúp em nha. Ok chị Nương không nha, một bộ màu đen không ship nha. Chị Nguyễn Trí Thức ok, chị Hồng và xanh nha, size S nha. Ok chị Nguyễn Thị Ninh xanh coban và đen nha. Ok chị Khoa Nguyễn rồi nha. Chị Dự Cute lấy một màu đen, lấy một bộ bên em không ship nha. Ok chị Thanh Thanh một đen một xanh nha. Ok chị Hà Nguyễn một đen một xanh nha. Ok chị Thu Phạm một hồng xem một đen ạ, rất là xinh luôn. Đặt hàng bên em thì nhanh tay để lại số điện thoại. Nhanh tay để lại số điện thoại kèm mã giúp em đi ạ. Ship từ 2 sản phẩm trở lên nha. Ok chị Thu Hà rồi nha. Em thấy chị Thanh Thủy Nguyễn nha. Ok chị Tùng Lan EDK nha. Em thấy chị Đỗ Tiến nha, rất là xinh luôn. Em chỉ nhận từ 5 đến 10 đơn nữa. Chia sẻ giúp em để mua với giá ưu đãi ở bên em ạ. Chỉ 100.000 đồng thôi ạ. 100.000 đồng áp dụng chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai. Ok chị Minh Bảo nha. Chị Khánh Ninh để lại số điện thoại giúp em ạ. Đặt hàng bên em thì phải để lại số điện thoại kèm màu, để lại số điện thoại kèm mã thì mới có đơn bên em nha. Ship từ 2 sản phẩm và ship toàn quốc là 30.000 đồng ạ. Ok chị Phan Xoan nha. Chị Bóng Phạm Nguyễn để lại số điện thoại giúp em ạ. Ok chị Vân Tô Thị Thanh 52kg đỏ và đen size L nha. Rất là xinh luôn nha. Chị Ngô Thủy đỏ đen ok chị nha. Ok chị Chim Chin Phan hồng phấn và tím nha. Rất là xinh luôn, 62kg mặc vừa size 2XL nha. Chị Thắm Nguyễn để lại số điện thoại giúp em ạ. Chị Hà Nguyễn màu đen và màu xanh size 2XL ok chị. Rất là xinh luôn. Ok chị Thắm Nguyễn nha, nhanh tay để lại số điện thoại đi ạ. Số lượng có hạn nha, em chỉ nhận 5 đến 10 đơn nữa em sẽ qua mẫu sẽ không có giá ưu đãi như vậy đâu nha. Ok chị Giang Farm đen và hồng đậm nha, cực kỳ xinh luôn. Chị nào có đơn bên em rồi thì ra chia sẻ giúp em, chỉ cần chia sẻ mua giá ưu đãi ở bên em luôn ạ. Chị Hạnh Đậu xanh coban và đen ok chị. Ok chị Thanh Thủy Nguyễn nha, 42kg mặc vừa size S nha. Chị Hòa Lê màu đen và xanh coban ok chị nha. Chất này là chất cát hàn co giãn 4 chiều mặc cực kỳ thoải mái luôn nha. Ok chị Oanh Vũ nha, 100.000 một bộ áp dụng chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai, đủ size từ S đến 3XL cho người từ 75 cân đổ về 40 cân nha. Ok chị Xuân Mai nha. Ok chị Bóng Phạm Nguyễn rồi nha. Chị Trần Thủy ok đỏ và hồng nha. Chị Tùng Phạm chọn 2 bộ giúp em nha, 1 bộ không ship nha. Chị Phan Cơ để lại số điện thoại giúp em nha. Chị Tô Thị Thanh Vân ok chị đen và đỏ nha. Có 3XL nha chị. Còn 3XL các chị nhanh tay đi ạ, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết ạ. Đừng để hối tiếc nha. Rất là xinh luôn, bộ này quần dài có thể mặc đi làm mặc ở nhà cũng rất là xinh mà chất cát hàn thì cực kỳ mát đấy ạ. Ok chị Thắm Nguyễn xanh coban và tím nha. Rất là xinh luôn nha. Chị Nguyễn Thị Phương Thảo một bộ xanh coban và màu đỏ ok chị. Chị Linh Trần cho chị 2 bộ để lại số điện thoại giúp em chị. Anh để lại số điện thoại nha. 100.000 một bộ áp dụng cho những chị em chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai nha. Chị Tùng Phạm bây giờ em mới thấy chị đặt gì, chị đặt lại giùm em với ạ. Chị Nhung Nguyễn để lại mã giùm em nha. Chị Nguyễn Thu hàng 65kg thì mặc vừa size 2XL giùm em nha. Chị Lê Trần Tăng ok chị nha. Chị Lan Anh ok đỏ và tím 3X nha. Ok chị Liên Hà Lan Long 2 bộ màu xanh và màu hồng nha. Rất là xinh, 58kg mặc vừa size XL giùm em nha. Chị Bibi Bình 53kg thì mặc vừa size L giúp em nha. Chị Nguyễn Thuộc 58kg mặc vừa size XL nha. Em thấy chị Trần Thị Thu Vân nha. Ok, 2 bộ khác mẫu được nha. Chị Linh Trần xanh và đỏ. Chị để lại số điện thoại giúp em nha. Chị Thủy Lê một đỏ một hồng 65kg mặc vừa size 2XL nha. Cực kỳ xinh, nhanh tay đi ạ. Nhanh tay đi, số lượng có hạn nha. Bộ này về rất là
Bộ này về rất là nhiều màu xinh nên là phải nhanh tay dùng em ạ. Nhanh tay không đến lúc là hết hàng thì lại phải hối tiếc đấy ạ. Ok chị Thủy Lê, ok chị Thảo Lê nha. Ok chị Thăng Vân nha. Chị Hương Lan có đơn rồi nha. Em thấy chị Phạm Nhật Lệ nha. Chị My Đan Linh, ok chị Xanh Cô Ban và Cam nha. Không có màu cam nha chị. Ok chị Bình Lê nha. Hai bộ nha. Chị Thu Ba Đặng để lại số điện thoại giúp em ạ. Chị Thắm Nguyễn ok chị rồi nha. Em thấy chị Nhung Nguyễn nha. Ok chị Vũ Mai Hương. Chị chọn hai sản phẩm nha, một sản phẩm không ship nha. Chị Phước Khang Nguyễn 45kg, chị mặc vừa size S nha. Ok, chị Nguyễn Thị Thảo rồi nha. Ok, chị Thắm Nguyễn có đơn bên em rồi. Chị Triệu Nguyễn, ok, chị Xanh Cô Ban và đỏ size L ạ. Ok, chị Thanh Thanh nha. Dồn đơn cho chị Nguyễn Mùi nha. À, chị Lê Trần Tăng, bây giờ em mới thấy chị. À, vừa chị có đơn ở bên em rồi đấy ạ. Chị Liên Hoàng 50kg, mặc vừa size M nha. Mẫu đang mặc là màu đỏ đô nha, cực kỳ xinh luôn ạ. Đây là mã S2, chị nào thích màu đỏ đô thì comment mã S2 giùm em. Ok, chị Liên Hoàng để lại số điện thoại giúp em thì sẽ có đơn ở bên em nha. Chị Minh Huyền màu đỏ tươi và hồng phấn size L, ok chị luôn. Ok, chị Minh Bảo nha. Chị Thành Thanh để lại số điện thoại giúp em. Chị Nguyễn Thu Hằng để lại số điện thoại đi ạ. Chị Phạm Nhật Lệ có đơn ở bên em rồi nha. Chị Linh Phở, ok chị xanh và đỏ nha. Rất là xinh luôn. Đây là vải cát Hàn co giãn 4 chiều, mặc cực kỳ thoải mái, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt và giặt thì không sợ bay, không sợ xù đâu nha các chị. Các chị có thể mặc đi làm hoa thêu trước ngực cực kỳ xinh nha. Ok chị Vân Nguyễn, chị Ngân Quân Kiều, ok chị để lại số mã giúp em nha. Ok chị Thái Lâm nha. 54kg thì chị mặc vừa size L nha. À, chị Nguyễn Nam, chị để lại số điện thoại kèm mã giúp em ạ. Bây giờ em mới nhìn thấy chị nha. Ship từ 2 bộ trở lên, 1 bộ không ship nha. Chị Lê Hương để lại số điện thoại giúp em. 60kg mặc vừa size XL nha. Chị Nguyễn Thị Thùy, chị để lại số điện thoại kèm mã giúp em. Chị Thủy Dương, ok chị đen và xanh cô ban nha. Chị Tùng Phạm để lại số điện thoại nha. Chị Hoa Lam, chị lấy mã gì ạ? 43kg, 1m56 thì mặc vừa size S nha. Chị Trần Thị Thu Vân, ok chị nha. Chị Hoàng Hương, hồng đậm. Bên em ship từ 2 bộ, 1 bộ không ship nha. Có đủ size từ S đến 3XL là từ 40 đến 75kg cho các chị lựa chọn ạ. 100.000 một bộ áp dụng cho những chị em chia sẻ vào 3 hội nhóm công khai. Nếu không chia sẻ sẽ không có giá ưu đãi nha. Không chia sẻ sẽ không có giá ưu đãi như vậy đâu nha. 100.000 thôi ạ. 56kg thì chị mặc size XL dùm em nha. Chị ơi, ok chị Hà Độ, Hà Nguyễn, chị comment thì chị phải... chọn từ 2 bộ trở lên, chọn từ 2 bộ trở lên giúp em nha. Chị Hồng Hạnh 42kg mặc vừa size S nha. Ok chị Phạm Nhật Lệ nha, cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn, có rất nhiều chị đặt cho bộ này nên các chị phải nhanh tay đi ạ. Nhanh tay ra chia sẻ và vào comment mã kèm số điện thoại đi ạ. Em thấy chị Tùng Phạm nha, chị Thúy An, Trương Thị để lại số điện thoại giúp em nha. Ok chị chị Thành Thanh lấy số em ở Hà Nội nha chị. Chất này là chất cát Hàn, co giãn 4 chiều mặc cực kỳ thoải mái luôn đấy các chị ạ. Chị Kiều Thua Trang đỏ đô và đen, ok chị 64kg, chị mặc vừa size 2XL. Chị Hiền Đặng, ok chị nha. Chị Nguyễn Huệ, ok chị luôn nha. Chị Linh Trần một nặng 55kg thì chị mặc vừa size L giùm em nha. Ok chị Nguyễn Bình Thị nha, nhanh tay giúp em, nhanh tay để lại số điện thoại kèm mã đi ạ. Em sẽ giới thiệu lại mã cho các chị vào sau tiện theo dõi nha. Em thấy chị Hoài Trương rồi nhá. Bây giờ em sẽ giới thiệu lại mẫu cho các chị nha. Đây là mã S1 này. S1 là màu tính cà này. S2 em đang mặc là màu đỏ đô nhá. S3 là màu xanh cô ban này. S4 là màu hồng cánh sen này. S5 là màu hồng vỏ đỗ nhá. Và S6 là màu đen ạ. Chị Phương Cún 39kg, chị mặc vừa size S nha. Chị Lành Vũ 51kg thì mặc vừa size L nhá. Rất là xinh luôn nha. Vừa mẫu bên em đã giới thiệu lại các màu cho chị rồi ạ. Bên em chỉ bán on ở Hà Nội đây, nên là không bán tại shop nha chị. Chị Lành Vũ em thấy chị nha. Ok chị Phạm Dung nha, nhanh tay đi ạ. Có cho 65kg, chị mặc vừa size 2XL nha. Cực kỳ xinh luôn. À em thấy chị Trang Yên Tân Nguyễn rồi nha. 52kg chị mặc vừa size L nha. Em thấy chị Nguyễn Dung nha. Các chị lưu ý đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại. 46kg mặc vừa size M nha. Chị Hằng Nguyễn Thị có đơn ở bên em rồi nha. Chị Nguyễn Hiền 67kg cao 1m63 thì chị mặc vừa size 3XL nha. Chị Bích Huệ Lam để lại số điện thoại giùm em nha. 40kg chị mặc vừa size S nha. Cực kỳ xinh luôn. Mẫu này quần dài các chị có thể mặc đi làm cũng được ạ. Rất là sang luôn nha. Cực kỳ xinh, có hoa thêu trước ngực đấy ạ. Chị Hữu Hạnh Ngô thì chị để lại số điện thoại giùm em nha. Ok chị Nha Hà nha. Rất là xinh luôn, chị muốn chọn bộ like thì chị vào trang chọn giùm em ở những like trước bên em đã like rồi nha. Chị Thu Hương để lại số điện thoại giùm em, chị Hoài Trương để lại số điện thoại giùm em nha. Ok chị Vân Anh nha.
chị nào có đơn bên em thì nhanh tay ra chia sẻ, nếu không chia sẻ mà bên em kiểm tra mà không đã không chia sẻ thì sẽ không có giá là 100.000 một bộ nha, cực kỳ xinh luôn nha. Chị Đoàn Niên đỏ đô và hồng, chị để lại số điện thoại nha, 100.000 một bộ áp dụng cho những chị em chia sẻ vào ba hội nhóm công khai nha. Ok chị Việt Bùi Nam, 3kg thì chị mặc vừa size, mặc vừa size L nha, 100.000 một bộ thôi nha. Chị Nguyễn Hiền ok chị nha. Chị Bích Huệ Lam để lại số điện thoại giúp em nha. Chị Khuất Linh ok chị nha. Chị Gặp Nguyễn 43kg thì chị mặc size S giùm em nha. Em thấy chị Tâm Thanh Hoàng nha, cực kỳ xinh luôn nha, rất là xinh nên các chị nhanh tay đi ạ. Vâng, em sẽ giới thiệu lại mã một lần nữa. Nhanh lên. Giới thiệu một mã một lần nữa nha, cực kỳ xinh luôn. Giới thiệu mã cho mọi người đang hỏi. Các chị ơi, mẫu này sắp hết hàng rồi, nên là các chị nào thích ý thì comment giúp em nhá. Ok chị Hứa nha, ok chị Bảo Uyên nha, ok chị Hoài Trương 55kg, chị mặc vừa size L giùm em nha. Em sẽ giới thiệu lại mã để cho em các chị vào sau tiện nha, theo dõi nha. Đây là mã S1 các chị nhá, mã S1 là màu tím này, mã S2 là em đang mặc là màu đỏ đô nhá, mã S3 là màu xanh coban này, S4 là màu hồng cánh sen nhá, S5 là hồng bỏ đỗ này, S6 là màu đen này. Ok chị Lành Vũ nha, chị Đinh Nguyễn Thị để lại số điện thoại giúp em. Chị Lê Hương ok chị dồn đơn nha. Chị Tây Dung Bây giờ hết rồi, bây giờ bảo các chị kết thúc vào live stream sau để cho nó nét. Mẫu này ở bên em hết rồi nha, mà mạng em hơi yếu một chút, em sẽ kết thúc để vào live stream mới. Thì các chị theo dõi live stream sau ở bên em nha. Vào lại live stream sau bên em nha. Ok chị Hoàng.